mấy mét. Đây anh kéo luôn cho. Xong. Cây này rất là to anh em ạ. Bây giờ đưa lên. Hiện tại thì đang là ở bãi cửa biển anh em. Phải dùng tới hai cái máy xúc, hai cái máy xúc thì mới đưa được lên trên xe. Bởi vì sao, khi mà đưa lên xe thì sẽ có một cái máy xúc nâng lên để rút gần ra, nó chỉnh lại vị trí được, nó cũng phức tạp. Mấy ngày vừa rồi thì một xe nó bị kẹt ở bên trong xưởng do là bão ra ghi bị đổ xưởng, kẹt trong xưởng ra được, phải tới ngày hôm nay mới ra được bên ngoài. Và đây thì nên cho anh em mình xem, nên là bên em chốt cây này chờ mấy ngày mới kéo về để xẻ được. 12 giờ hơn. Rồi bắt đầu hóng. Mấy giờ? Anh chết. Hello anh em. Ngày hôm trước thì em có quay cho anh em mình quá trình xẻ cái khúc cây này rồi. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho anh em mình một video tiếp theo. Ở video này thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho anh em mình về những cái sản phẩm mà hàng khô bên em sản xuất tại xưởng. Đầu tiên thì bên em làm mặt dưới trước, bào chà, sau đó vét lót. Nhìn chung đối với mặt dưới thì làm cũng rất là đơn giản, làm thô thôi anh em mình. Chỉ cần bào chà rồi vét lót lên là khá là ok rồi, không cần thiết phải nên vân quá đẹp. Về cái phần cạnh cho những cái bộ chiếu này thì bên em quyết định là xả hết phần rác để cạp lũa. Mặc dù cạp lũa tự nhiên nhưng mà bên em vẫn xả hết rác để lũa cho anh em mình sử dụng, là lũa hoàn toàn là lõi thôi. Tấm này thì nó có chiều dài là 3m23, chốt vuông về còn được 3m23, đầu được 1m64 và một đầu được 1m80 anh em mình ạ. Dày 17 phân. Hiện tại bên em đang là xử lý mặt dưới. Sau khi quét lót xong thì xả hết những cái phần rác ở bên cạnh đi. Công việc này thì cũng khá là phức tạp đấy anh em mình. Đầu tiên thì lấy cưa nốc rọc sơ đi cho nó hết cái phần rác, rồi mới dùng đến cái máy cạp để cạp chi tiết.
Này thì anh em cũng đã làm xong phần mặt dưới rồi, đặt lên mặt tiền. Tấm này như em đã nói nhé, mặt tiền của nó thì có chiều rộng là một đầu là 1m64 và một đầu là 1m80. Hiện tại bên em đang là ghe lại cho nó vuông, nó khỏi bị rô đầu anh em.
Ngoài ra thì khi mà lên mặt tiền thì có những cái phần kích thước nó lớn quá thì bên em cũng vạc đi để nhìn sao cho cái tấm ván nó được cân đối hơn. Cú Tín nó cưa một hồi mà cái cưa nó bốc khói luôn, trong khi nó vẫn còn sung sức lắm. Và đây là giai đoạn mà anh em ngóng đợi nhất này, đó là bào lấy mặt phẳng cho mặt tiền. Tấm này thì bữa xẻ nó cũng hơi bị lượn, chính vì vậy nên bào cũng vất vả hơn một chút, thời gian bào nó sẽ lâu hơn so với lại một tấm ván mà chúng ta ngay từ lúc xẻ ra nó đã được phẳng rồi. Nhưng mà giao lưu được ít lắm. Ở miền Tây thì em lại thấy là anh em giao lưu nhiều hơn cả thành phố anh em. Ở thành phố Hồ Chí Minh và nhưng mà giao lưu được ít lắm. Miền Tây thì em lại thấy là anh em giao lưu nhiều hơn. Dạ.
cẩm Nam Phi anh Sơn Thanh Hải ơi. Phần đầu bên này thì nó vẫn còn hơi to với lại bám chút rác nên là rong này. Nhìn chung cạnh phe của nó thì cũng chưa được cân đối lắm. Đầu nhỏ bên kia 1m66 và đầu bên này tới 1m90. Bây giờ rong về nó rơi vào khoảng 1m8 với 1m64 nào. Kể ra anh em mà chơi những cái hàng phe cảnh tự nhiên thế này nó cũng rất là độc lạ, bởi vì cái tấm ván của anh em mình nó không hề đụng hàng với bất cứ một cái tấm nào ở trên thị trường hết. Bởi vì cái dạng lũa thì mỗi một tấm nó sẽ có một cái lũa khác nhau, chính vì vậy nên là không có tấm nào nó giống với tấm nào hết. Thank you.
Rồi anh em mình nhìn thấy cái bình, anh em mình đoán là bên em đang làm gì ạ? Đây thì bên em có tẩy sơ qua ở trên mặt, cái đường vân của nó được sáng hơn, chất gỗ nó sáng hơn so với lại việc không tẩy. Thì anh em mình có thể thấy cái phần mặt dưới ấy, nó sẽ khi mà anh em mình nót lên thì nó sẽ thâm, nó sẽ không được sáng như là anh em mong đợi, thậm chí vân nó bị chìm đi, nó không được đẹp. Nên là có tẩy sơ một chút để lên vân nó được đẹp hơn anh em ạ. Phẩm đấy, cái tấm này đẹp nhất.